Rồi 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1. Ok. Rồi Dũng Yên luôn, Dũng Yên luôn. Đây, 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 chụp hình tiếp kìa. Nha. Em ơi, cho anh mượn đấy. Rồi, luôn anh ơi, rồi, 2, 3. Em xin tắm nha. Nguyên tới thì anh kiểu này không biết sao chạy nổi. Nhưng mà quý vị thân mến, thì tại vì Vàng và Lộ có mặt ở đây để cho chuẩn bị cho, thứ nhất là tới đây để tham dự là khai trương là thứ nhất, thứ hai nữa là sang năm thì đầu năm sau thì Lộ sẽ có một cái sitcom tại đây luôn. Đây sẽ là một cái phim trường để có thể quay cái sitcom của Lộ, và Dương Thanh Vàng là một khách mời. Trong cái sitcom đó thì nói về cộng đồng LGBT, nhưng mà cái phim là sitcom là phim ngắn cũng vui, nhưng mà nó thuộc về thể thao đó, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ đón xem trên kênh channel của Lộ, hay là của Đoàn của Đoàn. Rồi Vàng có cái gì chia sẻ khi bữa nay mặc áo dài đến Cầu Long? Nói chung là ngày hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi mà có mặt ở sân Cầu Long, Học viện Cầu Long của Ẩm Thực Trần. Ngày hôm nay hai chị em tới đây thì có một màn chiêu số ngắn gọn thôi, nhưng mà mọi người vẫn thấy Vàng những phong độ như ngày nào. Không có phong độ gì đâu để giữ đó mọi người nha, thật sự luôn, kêu rất là đâm ban luôn. Không thì nhất mà truyền thông không phải lộ. Nhưng mà thật sự rất bực bội luôn mọi người. Mọi người biết không, là đi hát mà không có tông con mẹ gì trơn, tông xe không chứ không có tông gì hết trơn. Người ta hát tông son tông la, nó hát tông xe không, không được. Cái gì thì nói mình phải thực sự phơi bài ra cho mọi người biết. Mày đến đi. Bộ trang phục này không? Trời ơi, may rất kỳ công luôn đó mọi người. Cái này mọi người thấy là may hết toàn bộ luôn đó, vừa thích cái may rất là kỹ đó. Mọi người mặc áo dài nhưng mà khoe cái bụng nha mọi người nha. Bụng đau, dạ này không có bụng nha, dạ này không có bụng. Ủa, các áo dài tới 3 cái ngực nữa nha. Bên này hót vô mất 3 cái ngực luôn chứ bộ đâu phải thường đâu. Ok, thì hy vọng là mọi người theo dõi được cái video này. Mọi người nếu mà có học Cầu Long, học tập tại đến số 26 đường Tân Thới Nhất, quận 12 giới thiệu mà cũng thiếu nữa thì đó. Dạ mà tại bị mà thuốc tê thuốc mê nhiều quá đó, không có đội nhiều trên đầu quá mọi người nha, đội nhiều quá đó. Tới đây thì có những cái vận động viên nổi tiếng nhất, anh Tiến Minh và cũng dạy ở đây luôn mọi người, rất là nhiều người nổi tiếng dạy ở đây. Thì ở tới đây mọi người có thể thấy sân nó sao rất là hoành tráng, rất là rộng. Hai chị em mình đánh trận không? Không. Đánh cái xúc sở đồ tháo. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào. Hả? Không, tại vì cái màu xanh là cái màu của không, đó là cái bệnh, đi đâu cũng phải mặc như vậy hết trơn á mọi người nha. Phải làm lố lên như vậy người ta mới biết mình là Dương Thanh Vàng. Không là tôi tưởng lao công nữa mọi người. Trời ơi, mà đẹp mà đúng không mọi người? Hồi có mệt không? Hơi mệt nha, tại vì dạo này cũng bị lên cân đó. Ủa vậy là lên, như vậy là lên cân rồi đó hả? Lên rồi đó. Nè, trộn mấy em có bầu rồi đó. Không gài là tại vì nghĩ Đoàn là tại vì có bầu nè mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Em Minh sao? Hả? Hôm nay thì sao? Anh không nói gì được đâu, anh đi hát thôi. Nói gì đi. Nói gì gọi là chào các khán giả thân thương nè, yêu mến nè. Nói gì bây giờ? Anh Thắng là không nói gì hết trơn, chỉ im lặng mọi người ơi, bà hát thôi, ca sĩ mọi người nha. Thắng nhẹ nhàng, Thắng hát thôi chứ không Thắng không nói được luôn hả? Nói được. Cô lên giao lưu rồi, kính thưa quý vị các bạn là nhai gì luôn hả? Có nghĩa là chủ yếu là vô vấn đề là đi hát thôi. Còn nói là để dành cho người khác. Thành ra đúng rồi, vậy là tốt quá. Anh là ca sĩ anh hát thôi, đừng có nói. Anh mà nói nữa chết mấy bể gì á. Chết mấy con MC, mấy con diễn viên chết xuôi luôn. Cái trang phục này là mình tự mình cái hay là ai? Mình biết hay là ai? Trời ơi, tự may đó. Tự mai mà bên chỗ mướn á. Hàng kia cái vai nó bự vậy sao? Tự mai bên chỗ mai bên chỗ mướn. Tự mai bên chỗ mướn á. Ta tự người ta mai cái mình chạy là mình mướn thôi à. Không, nghĩ là ai biết cái tổng thể các cái phụ kiện lại cho mình đó. Không có đâu, tại tự chị thấy nó nhà... rối phải không chị? Chị thấy nó rối té cái là tôi đứng lên là đi vậy luôn á, không biết. Thật sự là cái bộ đồ áo dài rất hiện đại nhưng mà bông tai là cổ trang mọi người nha. Còn cái đầu là gọi là châu Âu thế kỷ trước mọi người, nó không có liên quan mẹ gì với nhau hết trơn á. Nó liên quan thì đâu còn là Dương Thanh Vàng nữa. À, bữa nay có quà cặp chân mày cũng rất điêu luyện mọi người nha. Hai cái đồ lâm đao. Đó hơn hai cái lưỡi hái tử thần của bà. Không hề luôn mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và cảm ơn 8.000 lần. Chào nãy giờ 80 lần rồi. Nhưng mà mẹ vẫn không có ngưng. Người ta muốn ngưng rồi đó. Thì em chuẩn bị em nói câu kết làm ngưng rồi, chị nói tiếp tục nữa. Bây giờ hết câu kết rồi. Chúc Tết, bây giờ mới chúc Tết nè. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp năm mới thì Lộ Lộ xin chúc cho tất cả mọi người tiền vô như nước và sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, năm mới phát tài. Có câu nào mới không? Không. Dạ, năm mới thì Dương Thanh Vàng kêu là chúc đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi những cái kênh YouTube Dễ Thương Duyên Dáng này. Chúc mọi người một năm mới phát tài phát lộc, tiền xu đầy túi, tiền giấy đầy bao, đi ăn được khao về nhà được rước, tiền vô ngõ trước học xoàn vô ngõ sau, nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc có hay cho một tràng có tay thật lớn quý vị ơi. Rồi rồi, xin mời anh Thắng. Nghe nói bí dặn luôn. Nghe nói bí dặn luôn, không còn dặn để chúc ra. Rồi anh chúc khán giả đi. Dạ không. Thì Hồng Thắng xin chúc tất cả các khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ dạ. Ai rảnh tay chụp giùm kìa, ai Liễu. Nghệ nhân chụp hình, chụp hay lắm. Trời ơi, mày chụp hồi mất cái đầu tụi tao đi. Thấy nó cười không? 45 cây răng một cô gái. Rồi. Superstar. Yeah. No. Hot vô. Việt Nam. Mình quê à? Bạc Liêu. Do you know Bạc Liêu? No. In the south of Vietnam. Oh, in Mekong. Yeah, Mekong River Center. I go Vĩnh Long. Yeah, Vĩnh Long. Nearly. Wife, she Vĩnh Long. À, vô quay. Đã không có Việt Nam. I stay here 14 years. Ủa? 14 years? 14 năm rồi. Trời vậy hả? Ủa? Biết nói tiếng Việt không? Can you speak Vietnamese? Trời dở quá, 14 năm mà biết nói tiếng Việt. Thank you. Ok, thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Cảm ơn mọi người đã follow Lộ và Dương Thanh Vàng cũng giống như Hoàng Thắng. Hy vọng là mọi người năm mới cũng sẽ gặp thật nhiều may mắn phát tài. Và đừng quên tụi em, ủng hộ tụi em nha mọi người nha. Bye bye. Hãy đến nghe những tụ điểm. Ủa còn lại hết chưa? Hết rồi. Thôi chào. Nói nữa.